rồi, con cho xin lên, xin lên. Rồi, kéo thẳng xuống. Rồi, giỏi quá chưa? Vẫn xấu, vẫn xấu. Cái này mà xấu quá. Rồi nha, mẹ cầm tay biết một lần cho nhớ nha. Đây, đây này, chấm đây, bên đây, chấm chấm bên này này. Đây, chấm ở đây. Ừ, bắt đầu viết từ nét chấm nào. Kéo thẳng xuống tí nữa nào, kéo thẳng xuống tí nữa là được. Rồi cái gạch ngang này nha là được nha. Rồi, được rồi, được rồi, rồi con viết bên này nữa nào.